Giảm 11 cân trong 2 tuần nhờ 3 cách giúp bụng phẳng lì từ quả mận mà không lo nóng hay ăn kiêng kham khổ. Mận đang vào mùa, hãy mua ăn theo đúng 3 cách này để mỡ bụng lâu năm sẽ tan biến, trả lại vòng eo thon gọn như thuở ban đầu. Mận là một loại trái cây thơm ngon, bổ dưỡng, được khá nhiều người yêu thích. Vào những dịp tháng 5, tháng 6, chị em lại nô nức mua mận về ăn và làm đẹp da, bởi thành phần bên trong có chứa nhiều vitamin cùng các loại khoáng chất thiết yếu, giúp da rẻ luôn mịn màng, ngăn ngừa tình trạng lão hóa và hỗ trợ đốt cháy lượng mỡ thừa hiệu quả. 1. Mận dầm chua ngọt. Thành phần nguyên liệu: 400g mận hậu, 50g đường trắng, 2 thìa cà phê muối, 1 thìa cà phê ớt bột, 1 chiếc bát lớn. Cách làm: mận sau khi mua về, bạn tiến hành rửa sạch dưới vòi nước, dùng dao con bổ đôi quả, cho mận vào bát rồi trộn đều với 50g đường trắng. Tiến hành ướp trong khoảng 10 phút, đến khi thấy đường đã tan hết thì trộn thêm muối, ớt bột. Cuối cùng, bạn cho mận dầm chua ngọt ra đĩa rồi thưởng thức món ăn vặt hấp dẫn này nhé. 2. Siro mận. Nguyên liệu: 2kg mận, 1kg đường. Cách làm: mận rửa sạch, dùng dao tách bỏ phần hạt bên trong, cho mận vào hộp rồi rải một lớp đường lên trên mặt. Thực hiện thao tác này đến hết mận và đường thì dừng lại. Tiến hành ướp trong khoảng từ 6 đến 7 giờ đồng hồ, đến khi thấy mận và đường tiết hết ra nước thì hoàn thành. Cho toàn bộ vào nồi, bắc lên bếp đun sôi chừng 30 phút, đợi hỗn hợp nguội hẳn, ép lấy phần nước nguyên chất, đổ vào bình và bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh. Sau 3 ngày là bạn đã có siro mận ngon tuyệt. Lưu ý, phần bã mận bạn hãy cho vào hộp để có món ăn vặt thơm ngon nhé. Hàng ngày bạn hãy dùng phần siro mận để pha nước uống sẽ rất tốt cho sức khỏe cũng như thúc đẩy quá trình giảm cân. 3. Mận chấm muối ớt. Nguyên liệu: 1kg mận, muối ớt cay, có thể dùng muối Tây Ninh hoặc muối ô mai, 1 chiếc bát nhỏ. Cách làm: mận đem rửa sạch, ngâm trong nước muối pha loãng nhằm loại bỏ các chất hóa học cũng như thuốc trừ sâu bên ngoài nếu có. Sau 15 phút, vớt mận ra rổ để ráo, cho muối ớt ra bát và thưởng thức nhé. Để đạt hiệu quả cao nhất, bạn nên áp dụng phương pháp này ít nhất 2 tuần, sử dụng sau bữa ăn nhằm đem lại kết quả như mong đợi. Chúc các bạn thành công! Bảy mẹo giảm béo thần tốc trong ngày hè oi bức. Giảm béo luôn là nỗi băn khoăn của mỗi chị em. Sau đây là 7 mẹo giảm béo nhanh chóng mà hiệu quả trong mùa hè này. 1. Nước. Đảm bảo bạn uống đủ nước mỗi ngày, nó giúp cơ thể bạn đào thải chất cặn bã và giữ thân nhiệt ở mức ổn định. Mất nước khiến cho cơ thể khó kiểm soát nhiệt độ và đốt cháy lượng mỡ dự trữ vì cơ thể cần lượng chất béo đó để duy trì trạng thái cân bằng. Sau đây là thời gian tốt nhất để uống nước. Uống một cốc nước ấm ngay sau khi ngủ dậy, uống thêm một cốc trước bữa ăn. Khi luyện tập, một cốc nước mát trước khi tập, 15 phút uống một lần và thêm một cốc khi kết thúc buổi tập. Uống nước khi có cảm giác thèm ăn. Khi bạn khát nước, đó là dấu hiệu của sự mất nước, hãy uống đủ số nước bạn muốn. Uống một cốc nước lạnh vào gần trưa và giữa chiều để bổ sung năng lượng. Uống một cốc nước trước khi đi ngủ để thúc đẩy quá trình trao đổi chất và ngăn ngừa các vấn đề về tim. 2. Carbon hydrate. Chế độ ăn kiêng hạn chế tối đa chất bột, đường sẽ giúp bạn đốt cháy mỡ thừa vì lượng insulin, một loại hormone chất béo dự trữ, sẽ giảm đáng kể. Chọn loại carbon hydrate có chỉ số glycemic thấp hoặc trung bình như trái cây, yến mạch nguyên chất, mì ống, gạo và bánh mì nâu. Bạn chỉ nên ăn nửa cốc mỗi ngày. 3. Tập tạ. Cơ thể trao đổi chất tốt khi lượng calo được đốt cháy nhiều và để làm được như vậy, luyện tập thể dục là biện pháp hữu hiệu nhất. Tăng dần số tạ trong mỗi buổi tập sẽ giúp luyện tập hiệu quả và thúc đẩy quá trình trao đổi chất sau mỗi buổi tập. 4. Protein. Acid amin là chìa khóa để phát triển mô cơ bắp. Trứng luộc, cá, cá hồi, cá ngừ, cá mòi và cá thu, thịt gà tây và ức gà, thịt nạc, các sản phẩm từ sữa như phô mát, sữa chua, hạt diêm mạch. 5. Chất béo. Nghe có vẻ lạ nhưng cơ thể bạn cần chất béo để đốt cháy các loại chất béo như testosterone và hormone tăng trưởng. Tuy nhiên, không phải chất béo nào cũng giống nhau. Bạn cần thay thế chất béo xấu bằng chất béo lành mạnh. Dầu hạt cải, ô liu, hướng dương và dầu bắp,
bơ, cá ngừ, cá mòi và cá hồi, hạt óc chó, hạnh nhân và hạt phỉ. Ăn nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu, nhưng điều đó không có nghĩa bạn không dùng chất béo bão hòa trong các bữa ăn nếu chúng bắt nguồn từ những loại thực phẩm sau: trứng, thịt, bơ đậu phộng, dầu dừa. 6. Detox. Sau đây là những loại thực phẩm bạn nên ăn giúp thanh lọc cơ thể và đốt cháy mỡ hiệu quả: dưa chuột, hạt tiêu, rau chân vịt, cà rốt, rau diếp. 7. Cardio. Bài tập tăng nhịp tim giúp tăng cường trao đổi chất và tăng khả năng đốt cháy mỡ thừa. Nhiều người có quá trình trao đổi chất diễn ra chậm hoặc trung bình, thường có lượng mỡ dự trữ nhiều nếu không luyện tập các bài cardio 40 đến 60 phút mỗi ngày. Người lười đến mấy cũng giảm cân được nhờ cách này. Cuộc sống hiện tại, chế độ ăn uống và sinh hoạt không đúng cách gây ra tình trạng thừa cân, béo phì ở rất nhiều người. Chỉ với vài giọt nước cốt chanh, mẹ sẽ bất ngờ với công dụng giảm cân sau sinh. Làm thế nào để giảm cân sau sinh là câu hỏi được hầu hết các mẹ trăn trở sau khi sinh con. Giảm cân sau sinh không phải là dễ dàng với tất cả các chị em phụ nữ sau thời gian mang bầu và sinh con. Nguyên nhân là do tử cung mở rộng trong thời gian mang thai, cần thời gian mới có thể trở lại hình dạng và kích thước bình thường. Hơn thế nữa, khi mang bầu, cân nặng của mẹ tăng lên khá nhiều, sau khi sinh lại phải cho con bú nên sẽ không thể giảm được cân ngay. Và cho dù mẹ có ăn kiêng khắc nghiệt thì hormone thay đổi cũng có thể khiến mẹ trông béo hơn bình thường. Tuy nhiên, để cân nặng nhanh xuống cùng với một chế độ ăn uống khoa học có kiểm soát thì một số cách khá đơn giản, an toàn và hiệu quả đó là bổ sung chanh trong chế độ ăn uống hàng ngày. Dưới đây là những cách giảm cân sau sinh hiệu quả với chanh. Nước chanh. Đừng quên nước uống từ chanh tươi mỗi ngày để giảm cân. Và nếu muốn giảm cân hiệu quả, tốt hơn cả mẹ đừng cho thêm đường hoặc có thể thay đường bằng mật ong, sẽ khỏe mạnh mà không bị tăng cân. Nước chanh kết hợp với mật ong rất hiệu quả trong việc đốt cháy các chất béo trong cơ thể. Sau sinh, bà mẹ có thể uống nước chanh, mật ong vào buổi sáng khi dạ dày còn đang trống rỗng, cũng là cách giúp đề tốc cơ thể, tẩy chất độc trong dạ dày, giúp dạ dày của mẹ được sạch sẽ hơn. Nước chanh nóng. Việc uống nước ấm nóng trong cả ngày không chỉ giúp ích cho nguồn sữa mẹ sau sinh mà còn được biết đến với lợi ích giảm cân. Sau khi ăn từ 30 đến 60 phút, mẹ nên uống một ly nước nóng. Mẹ cũng có thể thêm vài giọt nước cốt chanh, đặc biệt là sau mỗi bữa ăn, để có được hiệu quả giảm cân tốt nhất. 3 ly nước chanh ấm nóng mỗi ngày sẽ giúp mẹ giảm cân hiệu quả. Sốt chanh. Salad là món ăn được nhiều chị em yêu thích và để có tác dụng giảm cân, mẹ nên cho thêm vài giọt nước cốt chanh hoặc sốt chanh tươi vào đảo đều. Với bất kỳ món ăn nào có thể thêm được sốt chanh tươi hoặc nước cốt chanh, mẹ nên bổ sung để việc giảm cân dễ dàng hơn. Chúc các mẹ thành công! Vì sao phụ nữ thường bị trầm cảm sau sinh? Thông thường, những người tính cách không mạnh mẽ, ít va chạm sẽ dễ mắc trầm cảm. Ông Nguyễn Doãn Phương, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần cho biết, tại Việt Nam hiện có khoảng 30% dân số bị rối loạn tâm thần, trong đó tỷ lệ trầm cảm chiếm 25%. Đa số bệnh nhân tự sát do cảm thấy mình vô dụng, tội lỗi, không xứng đáng sống. Phần lớn các trường hợp trầm cảm có khuynh hướng trở thành mãn tính và tái diễn cũng như phục hồi không hoàn toàn giữa các giai đoạn. Bác sĩ La Đức Cương, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương cho biết, phụ nữ sau sinh thường bị rối loạn cảm xúc, bao gồm hưng cảm, trầm cảm hoặc là lưỡng cực, vừa hưng cảm vừa trầm cảm, trong đó trầm cảm sau sinh thường diễn ra nhiều hơn. Phụ nữ sau khi sinh có sự thay đổi đột ngột của các loại hormone như mất đi hormone nhau thai HCG tạo điều kiện cho niêm mạc tử cung để thai nhi phát triển. Cùng quá trình tiết sữa, cơ thể cũng bị giảm đột ngột estrogen và progesterone, đặc biệt là sự giảm mạnh hormone tuyến giáp gây cảm giác mệt mỏi và trầm cảm. Bên cạnh đó, sau khi sinh, cơ thể có sự thay đổi về hình dáng, sức vóc hoặc do sự tương tác của các mối quan hệ xã hội, gia đình và đặc điểm tính cách của bản thân sản phụ. Theo bác sĩ, thông thường những người tính cách không mạnh mẽ, ít va chạm sẽ dễ mắc trầm cảm. Có những người tuy có tính cách rụt rè nhưng được va chạm nhiều sẽ dần dần tăng sức đề kháng với sang chấn, stress hơn. Có 10 dấu hiệu của trầm cảm cần chú ý. 1.
cảm giác buồn chán, trống rỗng. 2. Khó tập trung suy nghĩ hay quên. 3. Luôn cảm giác mệt mỏi, không muốn làm việc gì. 4. Cảm giác mình có tội lỗi, vô dụng, không xứng đáng. 5. Mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều. 6. Hay cáu gắt, giận dữ. 7. Giảm thích thú trong các hoạt động hoặc sở thích hàng ngày. 8. Giảm cảm giác ngon miệng, sụt cân hoặc ăn quá nhiều. 9. Nghĩ về cái chết, có ý tưởng hoặc hành vi tự sát. 10. Ngoài ra, nhiều bệnh nhân trầm cảm còn được biểu hiện bằng các triệu chứng như đau đầu, đau tức ngực, các rối loạn tiêu hóa. Các bác sĩ khuyên phụ nữ sau sinh khi có các dấu hiệu trên nên đến ngay bệnh viện tâm thần để được theo dõi lâu dài, vì bạn có tiền sử bệnh lý trầm cảm quá lâu, kéo dài và tái phát nhiều lần. Ngoài ra, nên duy trì thuốc uống trầm cảm đều đặn để ngăn ngừa các giai đoạn tái phát của bệnh. Bệnh trầm cảm thường gặp nên đừng ngần ngại để mình được điều trị chăm sóc đúng cách theo đúng chất lượng cuộc sống của mình. Tinh thần của mình có thoải mái thì mình làm việc mới hiệu quả và thể chất mới tốt được. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên nhấn subscribe để nghe những hướng dẫn mới nhất từ channel Giảm Cân Nhanh T2VTV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.